Diên Hy Công Lược đang nổi lên như một làn sóng cuốn khán giả vào vòng xoáy của những câu chuyện chốn thâm cung thời xưa. Nhưng ít ai biết rằng, bên cạnh những câu chuyện thị phi chốn hậu cung, bộ phim còn khéo léo lồng ghép loại hình nghệ thuật cổ đại của nhân dân Trung Hoa xưa. Côn khúc của Cao Quý Phi. Côn khúc là một loại hình ca nhạc kịch rất phổ biến trong lịch sử Trung Quốc cổ đại, đặc biệt phát triển rực rỡ vào đời vua Càn Long nhà Thanh. Loại hình nghệ thuật này bao gồm ca múa đan xen, một số loại hình biểu diễn khác. Tất cả kết hợp lại dưới một giai điệu rất đặc trưng, tạo nên một loại kịch nghệ vô cùng độc đáo. Trong bộ phim Diên Hy Công Lược, loại hình nghệ thuật này đã được tái hiện dưới tài biểu diễn của Cao Quý Phi. Vào năm 2001, côn khúc được UNESCO đưa vào danh sách kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại. Nghệ thuật tranh thêu. Ai mà chẳng ấn tượng khi thấy Ngụy Anh Lạc với đôi tay thoăn thoắt đã tạo những bức tranh từ những sợi chỉ chứ? Đúng vậy, đó chính là loại hình nghệ thuật nổi tiếng của nhân dân Trung Hoa cổ xưa, nghệ thuật thêu tranh. Nghệ thuật thêu tranh đã xuất hiện từ rất sớm, nhưng lại gây được rất nhiều tiếng vang với kỹ thuật thêu vô cùng tinh xảo và công phu như thêu thủ công, thêu dây hay thêu hạt. Loại hình nghệ thuật này luôn đòi hỏi người nghệ nhân phải có một bàn tay khéo léo. Hoa nhung cài tóc. Tại Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, hoa nhung là nghề truyền thống mang đậm bản sắc địa phương. Trong tiếng Trung Quốc, hoa nhung đồng âm với sự giàu có. Có lẽ đây cũng là một phần tạo nên một nét đặc biệt cho loại trang sức búi tóc này. Lại nói về Diên Hy Công Lược, theo thông tin được tiết lộ, 19 hoa nhung cài đầu của Phú Sát Hoàng hậu Tần Lam được làm trong một tháng bởi chính một nghệ nhân đến từ Nam Kinh. Dệt xì. Đây là một kỹ thuật dệt lụa nổi tiếng ở Tô Châu, Trung Quốc. Cái xì hiểu đơn giản chính là những sợi chỉ đan vào nhau. Kỹ thuật này đòi hỏi một chu trình phức tạp cùng một khoảng thời gian dài nhưng lại không tạo ra nhiều vải. Do đó, tại xã hội Trung Hoa cổ xưa, 1cm vải lụa dệt bằng kỹ thuật này có giá tương đương 3 chỉ vàng. Cái xì thì liên quan gì đến Diên Hy Công Lược? Thật ra những cây quạt được sử dụng bởi Cao Quý Phi, Đàm Trác hay các diễn viên khác đều đại diện cho những cây quạt được làm từ lụa Tô Châu thông qua cách dệt ke si khi xưa cho thấy sự xa hoa của hoàng gia thời bấy giờ. Hoa sắc. Chắc hẳn bạn còn nhớ nguyên nhân khiến Cao Quý Phi kiêu ngạo kia không còn đường lui đúng chứ? Đó chính là Vạn Tử Ngàn Hồng. Màn trình diễn này thực chất được gọi là hoa sắc, đúng với cái tên của nó. Đây là một màn trình diễn rất nguy hiểm. Người biểu diễn thổi tung sắc nung chảy cùng bụi gỗ lên không trung. Khi chúng gặp nhau thì bén lửa tạo thành hình ảnh một bông hoa lửa trên bầu trời. Và để ngăn màn biểu diễn này bị thất truyền, hoa sắc đã được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể. Truyền thuyết về Lạc Thần. Lạc Thần là nữ thần sông của văn hóa Trung Hoa xưa. Trong văn học, bà được mô tả là một nữ thần sông với vẻ đẹp kiều diễm và không kém phần dịu dàng. Có lẽ chính sự dịu dàng này đã khiến cho Phú Sát Hoàng hậu của Diên Hy Công Lược chiếm trọn trái tim của Càn Long. Bạn có thể chiêm ngưỡng một bức họa Lạc Thần tại Bảo tàng Cung điện Quốc gia Đài Bắc. Vẻ đẹp của Tử Cấm Thành. Bối cảnh của Diên Hy Công Lược cũng chính là hình ảnh mô phỏng cho vẻ đẹp của cung điện hoàng tộc nhà Thanh. Với mái ngói màu vàng đồng, cung điện được xây bằng gỗ và lót nền đá xanh. Tử Cấm Thành uy nghi tráng lệ kia đã từng là một trung tâm chính trị và là tổ ấm của hơn 24 đời hoàng đế từ nhà Minh đến nhà Thanh. Đây có thể được coi là một trong những kiệt tác của lịch sử kiến trúc Trung Quốc cổ đại. Đổ cạn nước trong ấm ngay sau khi sôi hoặc giữ nước trong ấm một thời gian dài. Đúng là phải trút hết nước ra khỏi bình khi không sử dụng, nếu không bình sẽ rất nhanh hỏng. Tuy nhiên, đó là sau khi đã để bình nguội hẳn. Còn sau khi nước vừa sôi, tuyệt đối không nên đổ hết nước trong ấm ra ngay, bởi khi ấm nước sôi, mâm nhiệt vẫn tiếp tục sinh nhiệt dù công tắc điện đã tắt.
Nếu không chừa lượng nước trong ấm, mâm nhiệt rất nhanh hỏng. Do đó nên để khoảng 20ml nước trong ấm, đợi cho đến khi nguội hẳn rồi mới trút cạn. Không vệ sinh bình sạch sẽ. Mọi người thường chủ quan nghĩ rằng ấm chỉ dùng đun nước sạch nên không cần vệ sinh. Sai lầm hoàn toàn. Việc chỉ đun nước vẫn sẽ khiến ấm dính cặn xung quanh, sản sinh vi khuẩn gây hại. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe cũng như độ mới của ấm, cần phải vệ sinh thường xuyên. Thường xuyên tẩy sạch mảng bám, các vết cáu bẩn bám dưới đáy bình sẽ làm tăng khả năng trao đổi nhiệt, rút ngắn thời gian nấu nước sôi của bình đun siêu tốc. Bạn có thể dùng giấm và nước theo tỷ lệ 1:1 rồi đổ vào khoảng nửa ấm, lắc nhẹ. Sau đó đun sôi và để ấm trong đó 15 đến 20 phút thì đổ đi, tráng lại bằng nước sạch là được. Sử dụng ấm siêu tốc để nấu thức ăn. Chỉ dùng ấm siêu tốc để đun nước, chứ không dùng để luộc trứng, nấu canh hay đun sữa. Vì sử dụng ấm cho các việc khác khiến cặn đóng vào thành ấm, giảm tuổi thọ sản phẩm mà thức ăn nấu ra sẽ không được chín hẳn. Bật bình đun khi nắp đang mở. Tuyệt đối không nhé, vì làm như vậy, chức năng tự ngắt sẽ không thể hoạt động. Đổ lượng nước vượt quá hay thấp quá so với tiêu chuẩn. Loại ấm siêu tốc nào cũng có vạch min, max theo quy định lượng nước rất rõ ràng. Do đó, trong quá trình sử dụng ấm siêu tốc, nếu bạn đổ nước quá ít sẽ làm bình bị đóng cặn hoặc bị cháy. Còn nếu đổ nước vượt quá giới hạn cao nhất, khi nước sôi dễ tràn ra ngoài và chảy xuống dưới mâm nhiệt, gây chập cháy rất nguy hiểm. Đun nước liên tục. Nhiều người có thói quen cắm điện nấu nước liên tục cả ngày để lúc nào cũng có sẵn nước nóng. Thế nhưng thói quen này lại khiến cho mâm nhiệt của ấm nóng lên, dễ bị cháy. Để bảo vệ chất lượng, hãy để ấm nghỉ một khoảng thời gian giữa các lần đun để mâm nhiệt bên dưới nguội bớt đã, sẽ bảo vệ được đồ dùng cũng như hạn chế nguy cơ cháy nổ. Không đậy nắp hoặc đậy không kín khi đun nước. Hành động sai lầm này vừa gây tốn điện, lại mất nhiều thời gian đun sôi nước hơn. Ấm đun nước siêu tốc được thiết kế rơ le tự động ngắt nguồn điện chỉ khi nắp ấm đã đóng kín. Do vậy, nếu nước sôi mà không được ngắt điện sẽ gây ra nguy cơ cháy nổ, hỏng ấm là rất cao. Dùng tay ướt cấm điện. Việc này chắc hẳn không còn xa lạ gì, bởi không riêng gì việc sử dụng ấm siêu tốc mà bất cứ việc gì cần phải tiếp xúc với nguồn điện cũng đều phải để tay khô ráo. Cắm điện khi tay dính nước có thể gây giật điện. Cần phải lau tay thật khô trước khi cắm điện để đảm bảo an toàn cho bản thân. Đồng thời cần chú ý không để phích cắm và dây nguồn bị dính nước hay để gần bồn rửa trong phòng tắm.